Thế thì lại chào các bác, tiếp tục cái video mà làm về nụ chúa nhân tạo. Và ở video trước ấy, thì mình đã hướng dẫn các bác một số kỹ thuật cơ bản nhất ấy, để mình làm nụ chúa, tức là kể cả cái vấn đề mà mình lấy từ đàn nào, rồi đực điếc ra làm sao, phân phối thế nào cho hợp lý. Thì ở video này ấy, mình sẽ nói chi tiết về cái cách mà các bác phải làm đúng kỹ thuật, đúng tỷ lệ của cái việc mình làm nụ chúa nhân tạo, rồi mình cho vào đàn mình nuôi. Mình chắc chắn cam đoan với các bác là khoảng 95% các bác là gần như là không có làm mà theo tỷ lệ. Mình thật, làm sao làm thôi. Làm nụ chúa có nghĩa là cái thang chúa này các bác này. Cái thang để làm nụ này. Các bác làm sao làm cho kín là được, càng nhiều càng tốt. Mà các bác nuôi ít, các bác làm phố cho quá, còn ít quá các bác làm 4 5 nụ. Đúng không ạ? Rất là nhiều trường hợp đã xảy ra. Đấy. Thì ở đây ấy là mình cái thang này nó có 4 cầu. À, cái cầu này có 4 thang. Nhá, cái cầu này 4 thang luôn, xin lỗi các bác. Cái cầu này 4 thang, các bác có thể làm 5 được. Nhưng mà ấy, ở đây ấy, thì mình cũng xin là chia sẻ với các bác là thế này. Nếu mà làm đúng tỷ lệ đúng của nó nhá, chính xác nuôi nhá. Là một cái cầu này này. Các bác chỉ làm cho tôi khoảng 30 cái nụ thôi. Là chính xác nhất. 30 thôi. Đấy, nó chết dần xuống là vừa. Ví dụ nhá, các bác làm thì còn không tuyệt đối hẳn, thì nó rơi xuống khoảng 28 nụ là đẹp nhất. Các bác lưu ý tôi nhá, mình không làm hơn đâu, không nên làm hơn, nó có đúng cái tỷ lệ của nó mà. Đấy là một. Các bác lưu ý nhá, chỉ 28 nụ chuẩn là đẹp nhất. Còn đấy, cái thường ấy là mình sẽ làm ấy, là hai thang dưới này này các bác, mình sẽ cắn nụ vào hai thang dưới này nhá, hai thang dưới này. Còn cái thang trên này ấy, thì các bác không cần phải gắn đâu, mình làm cho có đẹp thôi, không cần phải gắn đâu. Vì sao biết không? Tí nữa mình sẽ nói về vấn đề sau. Đấy, thì các bác cứ gắn cho tôi ở hai cái thằng này này là vừa đủ luôn đấy. Mỗi thằng là 14 đến 15 cái là vô tư thôi, thoải mái. Nhớ nhá, tỷ lệ trên một thang chúa các bác chỉ làm khoảng 30 nụ đến 32 nụ. Đấy, các bác nào yếu di yếu thì làm khoảng 32 nụ, nếu chết xuống tầm khoảng 25 đến 28 nụ là ok nhất. Kể cả con ông nội cũng thế thôi, con ông nội cũng vậy luôn đấy các bác. Tỷ lệ này đẹp nhất. Vì con ông nội nó không phải là, nó là 5 cầu thật, là thùng 5 cầu thật. Nhưng mà ấy, từ cái lỗ lăng của nó, tỷ lệ của nó nhỏ lại. Nhưng mà cái con ong trên một cái cầu ấy, đếm số lượng ra như nhau. Đấy, cho nên nó không có ít đi. Đấy, mà ấy, khi mình nuôi ấy, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bác là cho vào cái đàn để mình nuôi. Đấy. Cái tỷ lệ đàn mình nuôi nó rất là quan trọng các bác ạ. Quan trọng nhất đấy. Khi ví dụ nhá, đây là mình là ví dụ thôi. Các bác mà đã đi trùng xong đúng không? Đi trùng xong mà mình thả vào đàn nuôi đúng không? Thì tất nhiên là cái đàn đấy là các bác bỏ chúa ra rồi đúng không? Chúa các bác bỏ ra hoặc là bắt nhốt lại đúng không? Thì các bác nuôi vào có đàn thế mấy mà là quan trọng lắm nhá. Thế mấy rồi quân bao nhiêu thì các bác nuôi. Thì đây là các bác này. Các bác lưu ý cho tôi nhá, khi mình nuôi ấy là mình nuôi ở cái đàn thế 3 thôi. Tuyệt đối nhá, thế 3 thôi nhá. Thế 3 mà quân cực đông. Các bác hiểu chưa? Quân phủ bầu hết đông cái tuổi luôn, tràn hết cả ra lắp như này này. Đấy, thì là hiệu quả nhất. Đấy. Đây, để cho các bác xem nhá. Nhìn này. Đấy. Đây. Đó. Thì các bác thả vào nuôi. Tức là gì? Các bác nuôi. Các bác di trùng nhá, các bác di trùng vào thang này này là 28 cho đến 32 nụ đúng không? Đấy. Ok chưa? Cho vào cái đàn là 3 cầu vuông các bác nhá, 3 cầu vuông quân. Quân phải cực đông. Đấy, đông cái này là nó rơi vào tầm khoảng 10.000 quân ở trong này. Nó rơi vào tầm đúng 10.000 quân đang làm việc ở trong này. Đấy. Là chuẩn nhất. Đấy. Các bác lưu ý nhá, đấy là đúng tỷ lệ của cái việc mà mình nuôi chúa. Bởi vì sao? Bây giờ mình giải thích cho các bác nhá. Thứ nhất là mình sẽ nói lại về vấn đề là vì sao mà mình không có cắn nụ ở trên cái thằng này, ở trên xà cầu trên cùng. Tại vì sao? Khi mà chúng ta đã bỏ thang vào nuôi rồi ấy, bỏ nụ vào nuôi rồi ấy, là trong 5 ngày đầu các bác phải lưu ý cho tôi là thường xuyên châm cho ong ăn. Đấy. Mà các bác đặc biệt là các bác cho ăn đường khô thì càng tốt.
cho ăn đường khô, nhấp nước ngày 3-4 lần cho tôi cũng được. Các lưu ý nhá, cho ăn đường khô và nhấp nước, nhấp theo thuốc bổ Minvic các thứ và cho nó ăn để nó nuôi cái nụ chúa mình tốt hơn. Đấy, con chúa nó được tiếp nhận rất là nhiều chất bổ, sau này con chúa nó khỏe. Đấy là vấn đề thứ nhất đấy nhá. Mình không nuôi nó ở trên này là vì khi chúng ta cho ăn, các bác hiểu chưa, cho ăn là lúc đấy ấy, buổi tối ấy, hoặc là ban ngày khi nào chúng ta nhấp nước là con ong nó nuôi xong bắt đầu là nó sẽ bơm vào trong trong con ong chúa này cho ấu trùng chúng ăn này, rồi còn dư thì nó cho vào bánh tổ, thì lúc đó nó quạt rất là nhiều, quạt nó khô đi, bay cái thủy phần đi, thì ấy, cái sức nóng ở trong cái tổ của nó sẽ lên rất là cao, nhiệt độ lên rất là cao. Chính vì vậy cộng với lại thêm thời tiết trời nắng như thế này đúng không ạ, thì ấy, cái thằng nụ ở trên cùng này nó sẽ ít nuôi hơn, quân ít bám hơn, thì nó sẽ không đạt hiệu quả. Đấy, có thế thôi, nó không đạt hiệu quả và con chúa nó không được tốt, thường nó gầy hơn. Đấy, thì các bác không cần phải để nuôi ở nó ở trên này, các bác hiểu chưa, mình chỉ nuôi nó 2 tháng dưới cùng thôi. Đấy là ok. Đấy, thì bởi vì nó chỉ có 28-30 mấy nụ thì nó gắn nó rất là dễ, các bác hiểu không. Đấy, thế còn vấn đề thứ hai là mình cho ăn đúng không ạ, mình cho ăn thì mình cho ăn đường khô nhấp nước cộng nguyên vích cộng với MC hay là thuốc bổ gì được càng tốt để con ong nó nuôi chúa tốt hơn. Đấy, thế còn tại sao mà mình lại phải làm 28-32 nụ? Đấy, đạt hiệu quả là 28-25 nụ thì càng tốt. Đấy thì là nó đẹp nhất, là bởi vì ấy, khi mà chúng ta cho vào một cái đàn nó đông quân như thế này đúng không ạ, mà chúng ta nuôi đấy, đông quân này đúng tỷ lệ cho nó nuôi, thì ấy, các bác biết sao không, là có nghĩa là nếu mà các bác nuôi ít quá thì cái nụ chúa ấy, nó làm ấy, nó xây cực kỳ nhanh. Đấy, nó dài ra tới đây này, cái nụ của mình đây đúng không, các bác có thể thấy là cái nụ này to mập này, đẹp này. Đấy, như thế này là hiệu quả. Đấy, ok, còn nó dài hơn ra thế này, đó, nó dài ra hơn thế này là cái nụ chúa đấy là nuôi quá tốt các bác ạ. Nó nuôi quá tốt thì biết sao không, cái con trùng nó sẽ tụt xuống dưới này, nó tụt hẳn xuống dưới thì làm sao nó bò lên đây nó ăn chúa, sữa chúa được. Đấy, thành thử ra ấy, nuôi tốt thì nó lại không thể bò lên ăn sữa chúa được, thì nó thành ra nó lại còi. Đấy, mà nó còi sau này con chúa mình kém chất lượng đi, các bác hiểu chưa, thậm chí là con trùng này sau này con chúa này về sau này nó cũng không nở được, mặc dù nó có cắt đi nhưng mà tính lâu bền của nó là ăn thường ngày, ăn thường xuyên, được ăn thường xuyên cái sữa chúa này lại không cao. Đấy, mà các bác nuôi làm sao ấy là sau này nhá, tới lúc mà con ấu trùng này này nó nở ra thành ong chúa này là nó phải ăn hết cái sữa ong chúa này ở trong này là đẹp nhất. Đấy, các bác hiểu chưa, đây mình còn 2 ngày nữa là sẽ ăn hết, khi mở ra là nó ăn gần như là hết sạch cái sữa ong chúa này là ok, chứ còn để lại dư ra nhá, dư ra từng ngày là vứt. Đấy, là vứt luôn rồi chứ không cần phải đó là đấy nó, bởi vì là con chúa lúc đấy nó sẽ không tiếp nhận được đủ cái lượng sữa, là nó cũng không còi, như con cái mình thế thôi, ăn uống nó kém ấy thì sau này nó chậm phát triển. Đấy, có thế thôi. Còn tại sao mà mình không nên nuôi nhiều quá, các bác có nhiều người tham thì đơn giản thôi, ngược lại vấn đề là ít nụ thôi, các bác là ít nụ thì con chúa nó quá mập. Đấy, nó quá mập thì sau này nó cũng rất là dở, không bền. Mà con chúa mà các bác nuôi nó tỷ lệ nó quá nhiều ấy, 50-60 lụ trên một cái thang này mà chỉ trong đàn này thôi, thì sau này là có điều đấy có nghĩa là con chúa nó còi đi, không phải là mình cho 4 cầu vào thì mình thêm nụ được, các bác phải căn thật đúng được cái tỷ lệ của nó. Đấy, mà nuôi ấy, ở trong những cái đàn mà nó nuôi nhá, mình làm ấy là 3 thang là đúng cứ của nó nhất, các bác cứ lưu ý cho mình thế thôi, 3 thang thôi, 3 cầu này. Đấy, một cái đàn 3 cầu rồi làm 28-30 nụ là đúng đạt tiêu chuẩn và đúng đạt kỹ thuật nhất, còn không phải là cứ cho 6-7 cầu vào rồi mình làm 2 thang rồi bao nhiêu cầu vào nó sẽ hơn đâu. Tất nhiên là nó cũng căn được cái tỷ lệ, nếu mà các bác căn tỷ lệ thì nó cũng được, nhưng mà nó không thể chính xác bằng 3 cầu như thế này đâu. Đấy, các bác lưu ý vấn đề đấy cho mình nhá. Rồi sau đó thì khi mà chúa mà nhá, đến 10 ngày là các bác bắt buộc là bác phải đi gắn nụ rồi. Đấy, 10 ngày là các bác cứ 10 ngày bác đi gắn xong là con ong, đối với con ong nội thì nó sẽ đi ra phối sớm hơn. Đấy, tầm khoảng 4-5 ngày hoặc 6 ngày ra phối. Còn đối với con ngoại là 8 ngày ra phối, 8 ngày ra phối về đúng ngày thứ 11 và ngày 12 là sẽ đẻ. Đấy, là ok, còn để nó quá cái thời hạn dặn ra đấy thì con chúa nó cũng vứt. Đấy, các bác cứ lưu ý cho mình như vậy nhá. Đối như mình làm ấy mà con chúa mà tầm khoảng 20 ngày mà chưa đẻ là mình bóp ngay. Đấy, là vứt ngay, không bao giờ để nữa. Đấy, các bác cứ lưu ý vấn đề như vậy. Còn tất cả mà như video trước mình cũng đã hướng dẫn các bác về đực đóm như thế nào rồi, thì các bác cứ xem đủ 2 video này là các bác làm chúa ok luôn.
Ok nha các bác nha. Thì đấy là kỹ thuật làm chúa hiệu quả, chính xác nhất mình có thể chia sẻ với các bác. Đấy, thì các bác nào thấy hay thì cứ cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Bảo Lộc TV và Bảo Tàng Mèo nhá. Chào, hẹn gặp lại các bác ở những video sau.